Thật ra thì em đã biết chị từ trên TikTok và em cũng là một trong những người bình luận để cà khịa chị. Ơ nhưng mà tại sao lại cà khịa bạn ấy? Bạn ấy làm sao mà em? Bởi vì chị ấy có những câu nói đụng chạm đến Thật ra thì em nói thế em không nghĩ gì cả. Em chỉ thích thì em nói thôi ạ. Hai bạn sẽ quay lưng lại và anh sẽ cho các bạn 5 giây để suy nghĩ. Sau đó thì nếu như các bạn đồng ý quen nhau thì các bạn quay lại. Còn nếu như các bạn không đồng ý quen nhau thì các bạn bước đi. 1 2 3 4 5. Hello, xin chào cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Hip. Thì cũng đã rất lâu rồi mình mới lại tiếp tục làm vlog cho mọi người. Cũng đã có rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình và bình luận ở trên kênh YouTube của mình là hóng video mới của mình ra. Thì mình cũng rất là xin lỗi các bạn. Bởi vì thời gian vừa rồi ấy, thì một phần là vì dịch bệnh, một phần là vì mình gặp một chút trục trặc trong cuộc sống của mình. Nên là mình nghỉ một thời gian ngắn để bây giờ thì mình lại sẵn sàng tiếp tục cống hiến, tiếp tục đi quay những video thật hay cho mọi người. Như các bạn cũng đã thấy, ngày hôm nay thì outfit của mình là một bộ đồ có rất là nhiều bướm. Thì các bạn cũng có thể đoán được luôn là cái nội dung ngày hôm nay sẽ là nhào đúng không? Mặc áo bướm, cho nên là sẽ toàn bướm là bướm rồi. Đó. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tạo một cuộc gặp cho hai tâm hồn, không biết là có to và tròn hay không, nhưng mà chắc chắn với các bạn là sẽ rất là đẹp. Trước khi mà mình cùng nhau gặp gỡ hai bạn đó thì mình cũng muốn trả lời một câu hỏi của các bạn fan gửi tới cho mình rất là nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Đó chính là các bạn ấy hỏi mình là cái outfit mà mình mặc ấy thì mình mua ở đâu. Thì mình cũng sẽ trả lời luôn là mình mua nó tại cái shop quần áo mà mình rất là thích. Đó chính là shop Dirty Coy. Hiện tại thì Dirty Coy đang có một chương trình sale 70%, cho nên các bạn có thể đến và mua tại bất kỳ một chi nhánh của Dirty Coy nào ở Hà Nội hoặc là ở trên toàn quốc. Hoặc các bạn có thể truy cập vào đường link phía bên dưới phần mô tả, mình có ghi vào đó link để các bạn có thể vào và đặt hàng những bộ quần áo các bạn thích. Bây giờ thì không để cho các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau gặp con bướm đầu tiên ngày hôm nay nha. Oh, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng, rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. Ok, rất là cảm ơn bởi vì em đã nhận lời tham gia chương trình của anh. Thì trước tiên khi mà chúng ta đi vào phỏng vấn ấy, thì anh muốn em thực hiện một cái thủ tục nhỏ nhỏ, đó chính là tự kiểm tra nhiệt độ bản thân mình. Bởi vì bây giờ dịch bệnh nó hơi phức tạp ấy, thì anh có chuẩn bị ở đây một cái nhiệt kế cho em để em tự kiểm tra nhiệt độ của bản thân mình. Em có thể cắm nó vào bất kỳ chỗ nào mà em muốn. Thường thì em thấy trên mạng người ta hay kiểu luồn vào trong. Luồn vào trong nách ấy. Thì luồn bên ngoài hay bên trong ấy? Thì mình phải luồn vào bên trong thì nó mới có thể xác định được. A few moments later. Ok, đưa anh cho anh. Ok, và sau 5 phút thì đã có nhiệt độ ở đây rồi và nó báo là em bị bệnh. Nhưng mà lúc nãy em đo không gì mà bệnh cô đơn. Em bị bệnh cô đơn rồi. Và ngày hôm nay thì em gặp anh thì anh sẽ cố gắng làm sao mà trị cái bệnh cô đơn này của em. Ok, đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút sơ qua về thông tin cá nhân của em. Em hãy giới thiệu về bản thân mình cho mọi người được biết đi. Là em tên là gì, em sinh năm bao nhiêu và em đến từ đâu? Mình xin tự giới thiệu, mình là Diệu Linh, sinh năm 2004 và mình đến từ Thanh Hóa. Rồi, 2K4. Anh chưa 18. Chưa 18? Chưa. Ok, anh muốn hỏi thắc mắc một chút là vì cái lý do tại sao mà em vẫn còn độc thân, do nhỏ tuổi quá hay như nào? Không phải là nhỏ tuổi mà em bị kén chọn ạ. À thế à? Kén chọn tức là cái mẫu người yêu của em nó cao á. Cái mẫu hình kiểu nó cao đúng rồi ạ. Chứ còn bình thường anh thấy 14 tuổi ở quê người ta có khi có con. Làm có chuyện đấy. À không, 2K4 là 16 chứ nhỉ? 16 rồi. Ok, mình tính hơi ngu. Câu hỏi tiếp theo nhá. Em hãy chia sẻ cho mọi người biết về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân đi. Ưu điểm trước đi. Ưu điểm của em là ngủ nhiều là ưu điểm á? Ngủ nhiều là ưu điểm à? Ok, tiếp này, một cái ưu điểm gì đó đúng nghĩa là ưu điểm bây giờ nào? Siêng nấu ăn. À, siêng nấu ăn, một cô ấy giam giang đúng không? Chắc là giam giang. Một cô ấy rất là giam giang các bạn ạ. Ngoài ra thì còn cái ưu điểm gì nữa không? Không hết rồi. Hết. Thế còn nhược điểm của em thì sao?
Nhược điểm của em là hay đi cà khịa. Sợ quá phải ban nó thôi. Nhiều chuyện hay chị tục. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Các cụ vẫn hay có câu là cà khịa một chút thì vui, mà cà khịa nhiều chút thì cẩn thận là rùi cui vào mồm. Từ trước đến giờ thì đã bị rùi cui vào mồm bao giờ chưa? Chưa. Thế là em vẫn còn gọi là cái gì nhỉ? Cho nghỉ mẹ một. Rồi tiếp theo này, về sở thích của em đi. Em thích gì? Sở thích của em là ngủ và chơi game. Nó là điển hình của một đứa trẻ trâu chính. Còn một cái sở thích gì nó thú vị hơn không? Vỗ mông các bạn trai. Vừa không những mà giang giang mà còn hơi biến thái đi. Nhưng mà được. Này con trai rất là thích. Đúng. Cô gái rất là thú vị. Về mẫu người yêu lý tưởng đi. Em thích một chàng trai hay một cô gái như nào? Em thích một chàng trai cao hơn em tầm 10 phân. Đẹp trai. Trắng trẻo, sạch sẽ. Quá là điều bình thường thôi. Thế còn về một cô gái mà em thích sao? Bởi vì anh thấy em có giới thiệu là em thích cả trai cả gái. Thì một cô gái em thích thì phải tóc ngắn và cute. Anh tả bản thân mình à? Không, đấy là gu của em là phải cute. Ok, dạo này ấy, thì mọi người rất hay là chú trọng về cái chuyện là tâm hồn ấy. Kiểu tâm hồn thường phải đẹp thì mới thích ấy. Thế em thì sao? Vừa tay em là được. Ok, một lát nữa thì anh sẽ cho em tự cảm nhận xem là có vừa tay em hay không. Ok, trước khi mà chúng ta kết thúc cái phần phỏng vấn ở đây ấy, thì anh muốn em nói một câu thể hiện trình độ thả thính của bản thân. Nói trước máy quay, trước mọi người. Gọi anh là cà phê vì cả hai đều khiến em mất ngủ. Xuất sắc mẹ luôn. Rất hay, một câu thể thính rất là hay. Và anh, nhưng mà lúc mà anh em bảo là gọi anh là cà phê, anh cứ tưởng là bởi vì là anh cứ cà là em lại về. Hóa ra là mất ngủ à. Bây giờ thì anh sẽ đi nói chuyện và gặp gỡ bạn nữ ngày hôm nay sẽ ghép cho em. Và một lúc sau đó thì anh sẽ cho hai bạn gặp nhau để tìm hiểu nhau. Em cứ đứng ở đây đợi anh nhá. Ok, rất là cảm ơn vì em đã nhận lời tham gia chương trình của anh. Đầu tiên trước khi mà chúng ta đi vào phỏng vấn ấy, thì anh muốn em làm một cái thủ tục nhỏ, đó chính là kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Anh có chuẩn bị trước một cái nhiệt kế ở đây. Và bây giờ em hãy kẹp vào nách để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của em. Để chắc chắn là em bình thường. Đó. Mày đi cái chỗ. Ok, và sau và sau 5 phút kiểm tra nhiệt độ thì bạn ấy vẫn bình thường. Nhiệt độ cơ thể bình thường. Nên là chúng ta có thể yên tâm về cái sức khỏe của bạn ấy. Đầu tiên thì anh muốn em giới thiệu một chút sức qua về bản thân của mình cho mọi người được biết là về em tên là gì này, em sinh năm bao nhiêu và em đến từ đâu. Em tên là Linh, em sinh năm 2002 và đến từ Hà Nội. Okay. Em đã có bao nhiêu mối tình? Em có 2 ạ. Cái lý do tại sao mà em còn độc thân tới bây giờ? Chắc là em quá kén hoặc là lại thích cô đơn. Thôi, mày đừng có bốc phét, mày đừng có làm điêu đi. Nhưng mà thích kiểu cô đơn như vậy thì rất thích đi thả thính. Đúng rồi. Đi con mẹ với tao lại mày. Đến khi mà có ai đó quan tâm mình thì lại bảo là lại không thích, nhưng mà không. Nó cứ phiền làm sao? Cút con mẹ mày. Ghét vậy luôn. Câu hỏi tiếp theo anh muốn hỏi em ấy, đó chính là em hãy chia sẻ cho mọi người biết về ưu điểm cũng như khuyết điểm của bản thân mình. Ưu điểm trước đi. Nấu ăn rất là giỏi. Cũng là một cô gái giam giang. Bạn ghép cùng với em cũng là một cô gái rất là giam giang. Tiếp theo đi. Cái điểm gì không? Khá là gọn gàng. Không thích sự bừa bộn. Nào về nhược điểm đi. Nhược điểm à? Lười. Thích sạch sẽ nhưng mà lại lười. Tao là ai? Đâu là đấy? Thế là thích có người khác dọn hộ mình à? Đúng rồi đấy ạ. Khôn như em quên đẩy. Nào, còn một cái khuyết điểm gì nữa không? Khuyết điểm à? Khuyết điểm gì nhỉ? Có nhiều ưu điểm quá không có khuyết điểm gì à? Một gái khá là hoàn hảo. Ôi, em hoàn hảo mà. Ok, hoàn hảo. Tiếp theo nhá, em hãy chia sẻ về sở thích của bản thân đi. Em thích gì? Em thích quay TikTok. Tính nữa. Thích ăn, thích ngủ. Thích những thứ mà ai cũng thích. Em hãy chia sẻ về mẫu người yêu lý tưởng của bản thân. Em thích một chàng trai hay một cô gái như nào? Em thích yêu trai nhiều rồi, từ đấy em thích gái. Em thích một cô gái kiểu đáng yêu như em ấy. Hai bác này đều kiểu thích mẫu người như mình. Trắng. Cute. Câu hỏi cuối cùng này, em hãy nói một câu thể hiện trình độ thả thính của bản thân. Gọi em là rác. Vì nhìn thấy em là chị đã muốn đổ. Còn nhớ chưa? Nhớ chưa? Ok. Khá là hay.
Đấy là đang nói với cả các cô gái đúng không? Đúng rồi. Ok, anh cứ tưởng mà gọi em là Giác là em. Ok, bây giờ thì anh sẽ cho hai bạn gặp nhau để tìm hiểu nhau. Mong rằng ngày hôm nay anh sẽ ghép đôi thành công. Ok, bây giờ thì hai bạn có thể bỏ bí mắt mình ra rồi, nhưng mà từ từ anh quay mặt lại nha. Rồi, chỉnh lại tóc tai cho nó xinh xắn này cái nào. Chuẩn bị gặp nhau nào. Sẵn sàng chưa? Anh sẽ đếm từ 1 đến 3 rồi hai bạn quay lại chào nhau nhá. 1, 2, 3, quay lại nào. Xin chào. Đầu tiên thì anh sẽ giới thiệu một chút. Đây là bạn Diệu Linh, sinh năm 2K4. Còn đây là bạn Yến Linh, sinh năm 2K2. Thì đầu tiên anh muốn hỏi các bạn là cái ấn tượng đầu tiên khi hai bạn gặp nhau là gì? Anh hỏi em trước đi. Ấn tượng đầu tiên khi em gặp Diệu Linh là gì? Bạn ấy khá là xinh. Xinh không? Trắng, nhìn cũng cute đáng yêu. Thế còn em sao? Ấn tượng đầu tiên khi em gặp Yến Linh, em thấy nhỉ? Là xinh ạ, và mắt hay mí là được 5 điểm. Đối với em là thế. Thế tức là em không thích mắt một mí à hay sao? Vâng, em không thích. Ok. Thế là biết rồi các bạn ạ. Thế là ý em là em không thích anh đúng không? Đúng không? Anh ngoại lệ. Ok. Chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của chương trình, đó chính là phần cảm nhận, là hai bạn sẽ đặt tay lên tâm hồn của nhau trong vòng 10 giây. Anh sẽ đếm để cảm nhận xem là tâm hồn của đối phương như nào, có đẹp không? Đó. Có vừa tay hay không? Nhá. Hai bạn có thể bắt đầu luôn. Đó. Tự chạm vào đi. Anh sẽ đếm nhá. 1. À, em cảm thấy nào sau khi đặt tay lên tâm hồn của bạn ấy? Rất là êm ạ. Xôi rất ngon. Êm. Vừa tay đúng không? Vừa tay. To hơn tay luôn. To hơn tay luôn. Vượt qua khỏi sức mong đợi luôn đúng không? Chính xác luôn. Tiếp theo này. Sau phần cảm nhận sẽ đến phần thử thách của chương trình. Anh có hai thử thách đặt ra cho hai em. Thử thách đầu tiên, hai em sẽ cùng tham gia một cái trò chơi hiện tại đang rất là hot trên mạng xã hội. Đó chính là trò nối chữ. Thì chúng ta sẽ chơi một round thôi. Chơi một hiệp thôi. Ai sẽ là người ra từ trước? Thôi em nhường em. Ok. Diệu Linh. Cá rán ạ. Rán trứng ạ. Trứng rán cần mỡ bác cần bơ. Chỉ cái hai từ hai. Trứng luộc. Trứng luộc. Luộc rau. Rau muống. Muống gì nhỉ? Muống gì? Có muống gì nhỉ? Chẳng có muống gì cả. Thôi thì em thua. Ok. Ok, vậy là Yến Linh đã thua Diệu Linh. Và hình phạt chương trình đặt ra cho Yến Linh đó chính là sẽ phải cõng Diệu Linh và đi vòng quanh anh một vòng. Một vòng thôi. Em nhắm có cõng được Linh không? Nhắm mắt. Mày bị điên à? Em nghĩ là mình con nhắm có cõng được Linh không? Được anh ạ. Cố gắng. Nào, hai bạn có thể bắt đầu luôn. Sau khi mà cõng Diệu Linh xong thì em thấy nhỉ? Mệt không? Không. Cho cõng thêm đi thêm 5 vòng nữa nhé. Thôi ạ. Thế còn em sao? Ở trên thấy không khí như nào? Rất là mát anh ạ. Mát hơn ở dưới đây. Đúng không? Vâng. Tiếp theo này, đến cái thử thách thứ hai này. Thử thách đầu tiên thì Yến Linh đã là người phải chịu thỉnh phạt của chương trình rồi. Nên là thử thách thứ hai thì Diệu Linh sẽ là người làm. Em sẽ tặng cho Yến Linh một nụ hôn. Một nụ hôn vào trán đi. Đó, bởi vì em cũng cao hơn Yến Linh. Thì em sẽ hôn chán Yến Linh trong vòng 10 giây. Anh sẽ lại đếm như vừa nãy, hiểu không? Đếm nhanh anh nhá. Anh tính kiểu bình tĩnh, kiểu từ 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 trước giờ ấy. Nên là anh cứ đếm từ từ thôi. Nào, anh em có thể bắt đầu luôn. Mười, ok. Anh đếm mà em. Sau khi một quãng thời gian ngắn, các bạn tìm hiểu nhau, nói chuyện với nhau, cũng như có những cái trải nghiệm cùng với chương trình, thì các bạn có muốn nói với nhau điều gì không? Em có muốn nói điều gì với bạn ấy không? Thật ra thì em đã biết chị từ trên TikTok, và em cũng là một trong những người bình luận để cà khịa chị. Nhưng mà tại sao lại cà khịa bạn ấy? Bạn ấy làm sao mà em... Bởi vì chị ấy có những câu nói đụng chạm đến... Thật ra thì em nói thế em không nghĩ gì cả. Em chỉ thích thì em nói thôi ạ. Bây giờ thì chúng ta không nên bàn luận về cái vấn đề này nữa đi, vì là nó cũng hơi nhạy cảm ấy. Thế là mình sẽ đi ngay vào cái phần quyết định cuối cùng đi. Hai bạn sẽ quay lưng lại
và anh sẽ cho các bạn 5 giây để suy nghĩ. Sau đó thì nếu như các bạn đồng ý quen nhau thì các bạn quay lại, còn nếu như các bạn không đồng ý quen nhau thì các bạn bước đi. 1 2 3 4 5 姑娘你的模样就这样雕刻在我的心房，我存在每一个黑夜，想你嘲笑自己傻得可以。Anh có thể hỏi lý do tại sao mà hai bạn lại không đồng ý tìm hiểu nhau? Em không thích cách ứng xử của chị Linh ạ. Thế tại sao em không thử tìm hiểu thử xem? Biết đâu ở ngoài đời bạn ấy là một người khác thì sao? Em cũng định quay lại nhưng mà... Tức là sau khi mà bạn ấy trả lời như thế là em không đồng ý đúng không? Vâng. Thế còn em thì sao? Em cảm thấy người này không phù hợp với mình hay sao? Em cũng... Hay là em sợ vì cái thành kiến đấy hai người không thể hòa hợp lại với nhau được? Vâng ạ. Với lại em cũng không thích ai đã kiểu chửi mình rồi xong rồi. Ok. Thật ra anh nghĩ là nếu như mà hai bạn cho nhau cái cơ hội để mà mình có thể quen biết nhau ngoài đời ấy, thì tại vì ở trên mạng nó vô vàn các thứ chưa chắc đấy là con người thật của mình ấy. Thế là anh mong là hai bạn sẽ có thể trở thành những người bạn của nhau để thử tìm hiểu nhau ở ngoài đời xem là người này là người như nào. Đó, trước khi mà mình phán xét về một ai đó thì mình nên tìm hiểu kỹ người đấy ở ngoài đời là như nào, sống như nào. Hiểu không? Thì hai bạn có thể trở thành những người bạn của nhau được không? Ok không? Ok ạ. Thế thì anh muốn hai bạn ôm nhau một cái đi để thể hiện tình bạn đi. Một cái ôm tình bạn nhá. Ôm nhau một cái. Rồi. Ok, cảm ơn hai bạn vì đã nhận lời tham gia chương trình của anh. Rất là tiếc bởi vì hôm nay ngày hôm nay anh không thể ghép thành công cho hai bạn được với nhau. Nhưng mà mong rằng là hai bạn có thể trở thành những người bạn của nhau ở ngoài đời và tiếp xúc với nhau để sau này biết đâu nếu như hai bạn còn muốn anh ghép lại cho thì có thể nói với anh bất kỳ lúc nào, anh sẽ giúp. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy like, share và subscribe cho kênh LTH Vlog. Lời cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.